Sau khi vô địch cúp liên đoàn Mỹ-Mexico, Inter Miami đã chuyển hướng quay trở lại giải đấu quốc nội. Trong một thử thách đầy cam go, đội bóng này đã phải đối đầu với FC Cincinnati tại trận bán kết cúp quốc gia Mỹ trên sân khách. Trận đấu hứa hẹn mang đến những cảm xúc mãnh liệt và cơ hội để các cầu thủ thể hiện tài năng của mình. FC Cincinnati, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng giải bóng đá nhà nghề Mỹ, MLS, đã đặt ra mục tiêu quyết định đối với Inter Miami. Trước trận đấu, Inter Miami đã thể hiện sự quyết tâm với những pha tấn công nguy hiểm. Tuy nhiên, sự bất ổn trong hàng phòng ngự đã khiến họ trả giá đắt ngay từ đầu trận. FC Cincinnati không bỏ lỡ cơ hội và ghi bàn mở tỷ số, đặt ra thách thức lớn cho đội chủ nhà. Với việc bị dẫn bàn, Inter Miami đã đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, việc tấn công mạnh mẽ cũng đã mở ra những khoảng trống phía sau, tạo điều kiện thuận lợi cho FC Cincinnati thực hiện những pha phản công sắc bén. Chính những tình huống này đã khiến đội khách nhân đôi cách biệt, khiến Inter Miami phải đối mặt với thách thức ngày càng lớn. Dù vậy, sự xuất sắc của Messi đã giúp Inter Miami nhen nhóm hy vọng. Pha kiến tạo tinh tế từ cánh trái của Messi đã tạo điều kiện hoàn hảo cho Campana ghi bàn, rút ngắn tỷ số và đem lại hy vọng cho đội nhà. Những phút cuối trận, Inter Miami đã tập trung tấn công mạnh mẽ để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, sức ép của họ không đủ ổn định và hàng phòng ngự của FC Cincinnati đã chơi đầy tự tin, kèm chặt Messi và ngăn chặn những cơ hội nguy hiểm. Không chỉ vậy, lịch thi đấu dày đặc cũng khiến các cầu thủ Inter Miami không ở trong trạng thái tốt nhất. Tuy nhiên, Messi một lần nữa đã trở thành người hùng của trận đấu. Pha kiến tạo thông minh từ Messi đã giúp Campana ghi bàn ở phút bù giờ thứ 7 của hiệp 2, đưa trận đấu vào hiệp phụ với tỷ số hòa 2-2. Trận đấu kết thúc với sự hòa 2-2 và cả hai đội bước vào hiệp phụ với tinh thần quyết tâm cao cả. Mọi sự kỳ vọng và hy vọng đang dồn vào những phút thi đấu tiếp theo, hứa hẹn những cảm xúc đỉnh cao và những bất ngờ đang chờ đợi ở phía trước.